là phụ huynh của hai cháu ở học ở trường tiểu học Bích Hòa. Suốt từ đầu năm giờ tôi là đã vào, tôi thấy các khoản thu trong nhà trường rất nhiều khoản thu không hợp lý, và tôi có vào thắc mắc với nhà trường và đã có rất nhiều cuộc họp với nhà trường rồi, nhưng nhà trường không giải quyết được những cái thắc mắc của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhờ cả phòng giáo dục nhưng phòng giáo dục cũng không giúp được chúng tôi. Cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng đến hôm nay thì chúng tôi cũng đã được các nhà báo giúp đỡ và cũng có đưa lên bài báo ở trên mạng rồi. Thì tôi thấy là đã có hai bài báo được đăng rồi, nhưng mà cho đến bây giờ thì nhà trường vẫn chưa thấy có động tĩnh gì là với các bậc phụ huynh trong trường tiểu học Bích Hòa của chúng tôi. Tôi cũng đại diện thay mặt cho các bậc phụ huynh trong trường tiểu học Bích Hòa là muốn nhờ đến các cơ quan chức năng cao hơn, ví dụ như là Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục là phải giúp đỡ chúng tôi để vào cuộc, bởi vì là cô Mai này là cô ấy không hề là nay chuyển một cái gì cả. Cô ấy vẫn quyết tâm là cô ấy không giải quyết cho chúng tôi những thắc mắc của chúng tôi. Mà cho đến nay là từ đầu năm đến bây giờ chúng tôi bị áp lực rất là nhiều, và chúng tôi không có cái tinh thần nào để mà dạy học cho các con chúng tôi cả. Cho nên là tôi rất là mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết cho hơn 800 học sinh trong trường tiểu học Bích Hòa của chúng tôi hiện bây giờ đang rất bức xúc và rất là không không bằng lòng với cái thái độ của cô Mai đối với chúng tôi. Chính vì vậy là tôi xin nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giúp chúng tôi ạ. Và tôi rất là cảm ơn Báo pháp báo pháp luật Plus. Cảm ơn báo pháp luật Plus đã ủng hộ và giúp đỡ dân chúng tôi. Và lúc này tôi cũng có ý kiến là nhờ bên nhà các cơ quan chức năng nhà báo sẽ sớm tìm giúp chúng tôi các cái khoản thu chi của nhà trường, xem là các cái khoản mục này nhà trường thu sai những khoản nào và đúng những khoản nào, thì để sớm giúp dân chúng tôi yên tâm để có tiền đem tiền đến đóng học cho nhà trường để con cái chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn. Cứ như thế này tôi chả biết cái khoản tiền nào là đúng, khoản tiền nào là sai để chúng tôi đúng. Vì chúng tôi vào trường thắc mắc từ đầu đến chí cuối như thế này thì nhà trường cũng chưa đưa ra được cái gì là để cho chúng tôi biết. Vì chúng tôi cũng hỏi nhà trường là những mục nào chúng tôi cần phải đóng và để cho chúng tôi được biết, thì nhà trường vẫn chưa đưa ra được cái các khoản thu chi như thế nào là đúng và thu chi như nào là sai, mà chỉ chung chiêng là cảm thấy các cái khoản nào hợp lý thì đóng mà không hợp lý thì thôi. Tôi chả biết được một cái môi trường giáo dục như thế này mà sao lại tiền lại đóng lại như thế nào cũng được, ai thích đóng thế nào thì đóng, ai cũng đáng không thích đóng như thế nào cũng được cả. Tôi rất là kính mong tất cả các cơ quan báo chí ngôn luận rồi sớm tìm ra giải pháp để thông tin cho phía phụ huynh chúng tôi được biết. Tôi là người dân, tôi là phụ huynh của cháu học ở trường tiểu học Bích Hòa. Tôi từ hôm tôi cũng nghe thấy thông tin có bài báo, tôi đã được đọc. Thì trước tiên thì tôi cảm ơn nhà báo pháp luật của lớp. Tôi rất cảm ơn các nhà báo đã giúp người dân chúng tôi, vì người dân chúng tôi rất là không hiểu gì, không biết gì. Vì tất cả các cái khoản của nhà trường của tiểu học Bích Hòa thu nó rất là vô lý. Đầu tiên chúng tôi được đi học phụ huynh thì như tôi được đi học phụ huynh thì chỉ bảo là tất cả phải đóng các khoản này. Xong rồi về sau tôi thắc mắc ra thì là cô hiệu trưởng bảo đây là các cái khoản này nó khoản tự nguyện. Đấy. Thế bây giờ đầu tiên thì chúng tôi không biết, giờ chúng tôi thắc mắc ra thì mới gọi là khoản tự nguyện. Nhưng chúng tôi đã tìm hiểu là tất cả các khoản đấy không phải là khoản tự nguyện mà là nhà trường thu sai. Chúng tôi nghĩ là thu sai, vì là mấy năm nay là dân chúng tôi không hiểu gì, không biết gì, cho nên là chúng tôi cứ đóng tiền là mầm.
chẳng có gì, cứ bảo đóng bao nhiêu là đóng. Thế đến năm nay lại tăng quá nhiều quá thì chúng tôi mới ngộ nhận ra tại sao nhiều thế. Chúng tôi mới đi hỏi các trường, không trường nào đóng như trường Bích Hòa của tôi thật. Thế thì bây giờ tôi cũng được nghe, được phản ảnh tới nhà báo, và nhà báo cũng đã viết rồi mà. Suốt mấy nhà mấy từ hôm mới có bài báo giờ chưa thấy nhà trường hay là cô giáo chủ nhiệm hay gì, chưa thấy gọi điện hay là chưa thấy giải quyết được các vấn đề các khoản chúng tôi thắc mắc. Vì các khoản đấy nó quá là không hợp lý một tí nào. Chúng tôi đã đóng 90.000 trên buổi 2 rồi, chúng tôi lại phải đóng cả tin học, tiếng Anh mà, cả võ thuật. Cho nên là chúng tôi mời nhà trường cũng chưa có một cái trả lời gì là chính xác, là thu hay là không thu, hay là phải trả lại hay là như thế nào. Tôi rất là thắc mắc. Chúng tôi chả biết gì, chúng tôi chỉ tâm sự nhờ bên các anh chị nhà báo, bên pháp luật, bên chính quyền giúp đỡ người dân chúng tôi.